con nghĩ lại rồi. Bây giờ cho dù ông có nhận con là con nuôi hay là vợ nuôi, miễn là đem con đi Mỹ, đúng không? Vậy đi. Cũng có thể khi người ta lớn lên, gương mặt sẽ thay đổi. Tại vì theo những gì mà thông tin con điều tra được á, thì cô gái trong hình lúc nhỏ rất giống với mẹ của cô ấy. Mình phải ngăn chặn chuyện này bằng mọi giá. Tôi không còn gì để nói với cô nữa. Là ba con ghen với người yêu cũ của mẹ. Tìm ra là mày. Tuy mẹ không có nói ra, mày đi đi, nhưng ba biết đó là mẹ không thể quên được người đó. Ba con rất là buồn, chú biết không? Nếu con nói con là con gái mà biết thương ba thì con phải đồng ý lấy thằng Đức đi. Ba, ba là ba của con mà sao ba có thể nói như vậy được? Giả tỷ như là 10 tỷ đi, anh 8 tỷ tôi 2, okay. Được chưa? Một đại gia có phước có đức nhất cái vùng này, cho nên tính lên mặt đàn chị giang hồ dạy dỗ tôi hả? Nè, cô cũng phải chịu nỗi đau mất mẹ, cũng phải chịu cảnh gia đình ly tán như tôi. Tại sao cô lại tàn nhẫn với tôi như vậy hả? Nằm trong chuỗi series phim ngắn Lập Trình Trái Tim, phát sóng vào lúc 19:20 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV9.